Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, chị Thu cũng không thấy sang nhà ông bà chơi nữa. Chắc chị ta giận chuyện bà cả chửi mắng mình trước mặt chúng tôi nên không thèm sang đây nữa. Bà cả có buồn tôi cũng chẳng để tâm đến. Chỉ cần không thấy chị ta ghé sang đây là tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Sáng nay khi tôi còn đang ngủ say thì cậu Toàn lại lay lay tôi dậy. Cậu lay lay tay tôi rồi nói: Tâm, em dậy đi, ngủ gì mà lắm thế? Đang còn sớm mà cậu, dậy làm gì giờ này? Sớm gì nữa, dậy chuẩn bị đi. Một lát nữa cùng tôi lên huyện mua đồ Tết. Bình thường giờ này em phải dậy tập thể dục rồi đấy. Tôi còn đang ngái ngủ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Trời mưa rả rích suốt cả đêm nên bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối. Cậu Toàn bóp vai tôi rồi bảo: Dậy, dậy nhanh lên nào, khẩn trương đi chứ. Dậy còn ăn sáng rồi đi nữa, đường trơn trượt nên ngựa đi chậm lắm. Tôi bảo con Bích nấu nước sôi cho em đánh răng rửa mặt rồi đấy. Tôi biết rồi, cậu đợi tôi một tí. Đêm qua tôi nghe có tiếng mèo kêu ở sau giếng, sợ quá nên ngủ hơi trễ. Bây giờ vẫn còn hơi buồn ngủ. Nếu em còn buồn ngủ thì ngủ thêm tí nữa đi. Lát tôi gọi dậy ăn sáng rồi mình đi. Thôi, giờ ngủ lại cũng phải tới trưa mới thức. Cậu ra ngoài trước đi, để tôi khoác cái áo rồi ra sau. Ừ, ra nhanh lên nhé. Để tôi bảo con Bích múc nước ra cho em. Dạ cậu. Khóe môi cậu Toàn khẽ cong lên như đang cười. Cậu không đáp lại mà mở cửa buồng đi xuống dưới nhà. Tôi cũng mặc vội cái áo len, sau đấy đi xuống dưới. Cậu Toàn cầm gáo nước đã pha sẵn nước ấm đưa cho tôi rồi nói: Người sướng nhất là em đấy. Tôi lấy bàn chải pha nước ấm sẵn rồi. Giờ em chỉ việc đánh răng rửa mặt thôi. Cầm lấy, không để tôi đứng đây cầm hộ cho. Dạ thôi, cậu để tôi tự làm. Cậu mà đứng đây, người ta chửi tôi vô tích sự. Điên, đứa nào dám chửi em, tôi phang chết bà chúng nó. Cậu vừa chửi tôi điên còn gì. Tôi lỡ mồm thôi, em đánh răng đi rồi lên ăn sáng. Tôi gật đầu, sau đấy cầm gáo nước từ tay cậu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi lại cùng cậu đi lên nhà trên ăn sáng. Bữa sáng của mùa đông lạnh vẫn là những bát miến thịt gà nóng hổi đang bốc khói thơm nghi ngút. Ăn sáng xong xuôi, cậu bảo tôi thay quần áo chuẩn bị đi. Thú thật, từ lúc cưới cậu về đến bây giờ đã gần 4 tháng, nhưng tôi chưa mua một bộ quần áo mới nào cả. Đồ trong tủ của tôi toàn là quần áo cũ mặc từ lúc còn con gái. Tôi đứng trước tấm gương nhỏ nhìn ngắm mình phân vân, không biết nên mặc bộ nào thì cậu bước vào. Chắc cậu cũng hiểu được khúc mắc của tôi nên liền nói: Em mặc bộ nào cũng được, không cần suy nghĩ làm gì nữa, cứ thấy bộ nào em thích nhất thì mặc vào. Tôi nghe được lời khuyên của cậu thì cũng không do dự nữa, mà mặc bộ luôn mình đang mặc, rồi cầm hai cái khăn quàng cổ hôm trước bà hai mua tặng mang ra ngoài. Cậu Toàn đang đứng đợi tôi ở cửa, tôi đưa cái khăn cho cậu rồi bảo: Cậu, trời lạnh nên cậu quàng khăn vào cho ấm. Khăn hôm trước bà hai tặng tôi có mang đi giặt rồi. Cậu Toàn nhìn chiếc khăn trên tay tôi, tự dưng mặt cậu biến sắc. Cậu giật mạnh cái khăn rồi gỡ khăn quàng trên cổ tôi ra, sau đấy vứt xuống nền đất rồi bảo: Đừng dùng nó, nếu em thích tôi sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn. Tôi cũng không thể hiểu được hành động kỳ quặc vừa rồi của cậu nên có chút khó chịu mà hỏi: Cậu làm sao thế? Hôm trước tôi giặt sạch sẽ rồi, tự dưng cậu không quàng, rồi cậu lại vứt luôn của tôi. Tôi chỉ là muốn tốt cho em thôi. Nếu em thích thì tôi sẽ mua cho em bao nhiêu cái cũng được.
chỉ cần đồ của người khác tặng, em không được tùy tiện nhận. Cậu có thể nói rõ lý do cho tôi hiểu được không? Rốt cuộc là tại sao cậu lại hành động điên rồ như vậy? Tạm thời tôi chỉ có thể dặn em như vậy thôi. Chỗ khăn này em có thể nghe lời tôi mà không dùng đến có được không? Tôi chỉ sợ có người cố tình hạ độc vào những thứ mà mình không để ý. Em cũng biết tôi có không ít người ghét mà. Thế nên là em là vợ của tôi thì ít nhiều em cũng sẽ bị người ta tìm cách hãm hại. Tôi nghe cậu Toàn nói thế liền thở một hơi rồi gật đầu đáp. Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ không dùng đến nó nữa, để tôi mang vào buồng cất đi. Ừ, mong em hãy hiểu cho tôi, tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của em. Tôi hiểu mà, cảm ơn cậu đã lo lắng và quan tâm tôi. Cậu Toàn mỉm cười, sau đấy nhặt hai cái khăn lên đưa cho tôi mang vào buồng cất. Trước khi đi, cậu Toàn còn cẩn thận khóa cửa buồng lại chắc chắn, rồi mới cùng tôi ra xe ngựa. Chuyến đi lần này, cậu dẫn cả Vũ Minh và thằng Hướng cùng đi. Ngồi trên xe ngựa, tôi dựa đầu vào vai cậu, sau đó tranh thủ chợp mắt một lúc. Đúng như lời cậu nói, quần áo trên huyện toàn là những kiểu đẹp khiến tôi như bị hút hồn. Tôi có không muốn cũng không được. Một bên là cậu Toàn dục mua, còn bên kia là Vũ Minh chọn kiểu quần áo cho tôi. Cậu Toàn còn chu đáo tới mức mua quần áo mặc Tết cho thằng Hướng nữa. Cậu hai nhà ông Đính, ở nhà lạnh lùng là thế, nhưng lúc lên huyện đi chợ với tôi, lại phải xách đồ của tôi với Vũ Minh mỏi cả tay. Tôi cầm cái áo sơ mi trắng ướm lên người cậu Toàn rồi nói. Cậu mặc thử cái này đi, tôi thấy nó hợp với cậu đấy. Mua hôm sau sáng mùng 1 mặc đi chúc Tết. Nếu em đã thấy hợp thì cứ mua đi, khỏi cần thử làm gì. Tôi tin vào con mắt chọn đồ của em, chắc chắn không làm tôi thất vọng. Thế tôi mua hai cái cho cậu nhé, để lát sang bên kia chọn quần nữa. Hôm sau cậu mặc quần áo sơ vin vào, thì có mà khối đứa con gái nhìn lác cả mắt. Thôi khỏi, chỉ cần mình em nhìn tôi lác mắt được rồi, ngoài ra tôi không quan tâm. Vũ Minh đứng bên cạnh cứ cười, làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Cậu Toàn lại được dịp nói tiếp. Em cứ chọn mua thoải mái đi. Quần áo của tôi chất đầy tủ rồi, nên không phải mua nhiều đâu. Chủ yếu là mua cho em thôi. Cậu cũng phải mua đồ mới để mặc chứ. Cậu hay đi gặp người này người kia, nên không thể mặc đi mặc lại quần áo cũ được. Em yên tâm đi, quần áo tôi không ít đâu. Mỗi lần tôi sắm cả chục bộ, nên bây giờ trong tủ vẫn còn mấy bộ chưa mặc lần nào kìa. Cậu Toàn đã nói vậy rồi thì tôi cũng không khuyên cậu mua thêm nữa. Tôi chọn cho cậu hai cái áo sơ mi trắng với hai cái quần đen. Sau đấy lại chọn mua cho cậu hai đôi giày. Vũ Minh lúc đầu cũng từ chối sợ tốn tiền của cậu nên không mua, làm tôi với cậu Toàn phải đứng năn nỉ mãi. Vũ Minh mua hai bộ quần áo, còn tôi chọn thêm cho Vũ một cái khăn quàng cổ. Khi định ra về, tôi sực nhớ đến mẹ cậu nên vội ghé vào tai cậu thì thầm. Cậu, người mẹ cậu có bằng Vũ Minh không? Tôi muốn mua cho mẹ mấy bộ quần áo mới. Mẹ tôi ốm hơn Vũ Minh một chút. Tâm, tôi xin lỗi đã gạt em, nhưng thật ra ở dưới kia chỉ có linh hồn của mẹ tôi, chứ mẹ tôi không còn nữa. Cậu nói sao? Cậu Toàn kéo tôi sang một góc, sau đấy buồn bã nói. Trước kia mẹ tôi từng sống dưới giếng, nhưng sau đó vì một trận mưa lớn khiến giếng bị ngập nước nhấn chìm luôn mẹ tôi. Cậu nói dối. Cậu đang đùa tôi đúng không? Có phải cậu đang đùa tôi không? Cậu Toàn đặt hai tay lên vai tôi. Hai hốc mắt cậu lúc này cũng đỏ ngầu. Nơi khóe mắt những giọt nước long lanh đang muốn rơi ra. Cậu thở dài một hơi rồi run run nói. Tâm, chuyện này là thật. Ngoại trừ chuyện mẹ tôi còn sống ra, thì những gì hôm trước tôi kể với em đều là sự thật. Xin em đừng nhắc chuyện này trước Vũ Minh nữa, bởi vì không cứu được mẹ tôi, dì ấy đã dằn vặt suốt mười mấy năm trời rồi. Vậy lúc đó cậu ở đâu? Sao không tìm cách cứu mẹ mình đi? Cậu thương mẹ cậu lắm mà. Hay cậu mải chơi nên không cứu mẹ cậu? Khi ấy tôi mới 14 tuổi thôi, suy nghĩ của tôi vẫn còn non dại lắm. Tôi gặp mẹ nhưng cũng chỉ dám đứng trên cao nhìn xuống dưới. Cảm giác gần gũi thân quen lắm. Nhưng vì mụ Hạnh luôn nhận là mẹ,
nên tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Không đúng, cậu nói dối tôi. Cậu từng nói vì mẹ cậu không được chấp nhận nên cậu mới gọi bà cả là mẹ. Cậu đang gạt tôi. Cậu đang kể chuyện của người khác cho tôi nghe đúng không? Tâm, đừng như vậy mà em. Khi ấy tôi chỉ muốn thử xem em có tiết lộ chuyện đó cho ai biết không. Nhưng không ngờ em vẫn chỉ giữ trong lòng, nên tôi càng cảm thấy áy náy. Người nuôi tôi từ bé đến bây giờ là dì Minh. Cũng chính dì ấy là người kể cho tôi nghe toàn bộ mọi chuyện. Em có hiểu cảm giác của tôi không? Khao khát tình yêu thương của mẹ tới mức gọi kẻ khiến mẹ mình tàn phế là mẹ. Mẹ của tôi đến tận lúc chết vẫn khổ sở vì không được ở gần đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. Có thể em chưa biết, nhưng nơi giếng ấy có một lối đi ra ngoài mà mãi sau này dì Minh mới dẫn tôi đi. Vậy cái thứ hôm tôi nhìn thấy dưới giếng là gì? Không lẽ là hồn ma của mẹ cậu? Không phải đâu. Lúc đó là dì Minh xuống dưới chuẩn bị thắp nhang cho mẹ tôi, nên tình cờ em nhìn thấy. Đợt nước dưới giếng rút hết, dì ấy xuống nhìn thấy xác mẹ tôi đã phân hủy, nên chôn dưới ấy luôn. Tôi cũng không hiểu sao mẹ tôi linh thiêng hay vì lý do nào khác, mà cái giếng đó từ lúc mẹ tôi mất tới giờ không khi nào có nước nữa. Quanh năm suốt tháng đều cạn khô, nên thầy tôi cũng cho người đậy lại để phòng bất trắc. Mụ Hạnh thấy tôi ra đó suốt nên sinh nghi, cứ đòi lấp cây giếng nhưng tôi không cho. Cậu có tính toán gì chưa? Không lẽ cứ để mẹ cậu nằm mãi dưới giếng như vậy sao? Cậu Toàn nghe tôi hỏi thế liền lắc đầu đáp. Tất nhiên là không rồi. Đợi một thời gian nữa khi trả thù mụ Hạnh xong, tôi sẽ mời thầy về đào cốt của mẹ ra nghĩa địa chôn ở nơi sạch sẽ hơn. Cậu tính thế cũng được. Bảo sao mấy lần tôi định lén cậu ra cái giếng xem có nhìn thấy mẹ cậu không, mà mỗi lần đi đến bên miệng giếng tôi cứ thấy lạnh lạnh sau vai gáy ấy. Mẹ tôi linh thiêng lắm đấy. Chị nhài chết tôi cũng biết lâu rồi, là mẹ tôi báo mộng cho tôi biết đấy. Thật thế hả cậu? Sao mẹ cậu không về dọa ma bà cả cho bà ta sợ mà khai ra sự thật nhỉ? Bà cả có mang bùa trên người nên mẹ tôi với chị nhài không dám đến gần. Tôi nghe dì Minh bảo cái bùa của bà cả mạnh lắm, bong nào đến gần là bị bùa nó đánh cho tàn xác. Chết rồi còn hồn chứ xác nữa đâu mà tan hả cậu? Cậu lại nói điêu rồi. À, tôi nói lộn, nó đánh cho mất hồn luôn. Tôi với dì Minh đang tìm cách đổi cái bùa của bà ta để mẹ tôi với chị nhài về nhát cho một trận. Nhìn bà ta thế thôi chứ nhát gan lắm, gió thổi mạnh là mắt bà ta đảo như giang lạc liền. Cậu Toàn còn kể cho tôi nghe thêm nhiều chuyện linh thiêng của mẹ cậu nữa. Thật sự có những chuyện tôi tưởng như nó nằm trong sổ sách, nhưng hóa ra vẫn có thể xảy ra ở hiện thực. Sau khi giúp tôi suy nghĩ thấu đáo xong xuôi, cậu Toàn liền quay lại chỗ Vũ Minh đang đứng rồi nói. Hai người mua gì nữa thì mua nốt đi, một lát ghé vào chợ huyện ăn bát phở rồi về. Tôi mua xong rồi, cậu có muốn mua thêm gì nữa không? Có chứ, qua bên này mua cho thầy mẹ với hai đứa mấy bộ quần áo nữa. Cậu Toàn nói xong liền kéo tôi đi sang cửa hàng bán quần áo. Tôi nhìn những tấm vải bên cửa hàng đối diện lại thấy thích thích. Thầy mẹ tôi làm nghề buôn vải nên mấy mẫu vải này ngày trước tôi nhìn thấy suốt. Mỗi lần có khúc vải đẹp là mẹ lại lấy thêm để may quần áo cho ba chị em tôi. Cậu Toàn cầm cái áo len đỏ lên rồi hỏi. Cái này mua cho cái Lộc được không? Hôm qua tôi quên mất, không bảo em rủ cái Lộc với Vi đi chung cho vui. Thôi, quần áo của hai đứa cậu không phải mua đâu. Mấy hôm nữa thầy mẹ dẫn chúng nó đi mua cũng được. Không được, ở dưới chợ quần áo làm sao đẹp bằng trên này được. Hơn nữa cuối năm thầy mẹ bận các mối làm ăn, nên thời gian đâu mà đưa hai chị em đi sắm đồ Tết. Tôi nghe cậu Toàn đã nói vậy rồi nên không từ chối nữa mà mua đồ cho hai đứa. Sau khi mua xong quần áo, cậu còn dẫn tôi đến cửa hàng bán trang sức, mua cho tôi cái vòng bạc. Cậu vừa đeo vòng vào tay tôi vừa nói. Vòng bạc đeo tránh tà tránh gió, chứ không phải là tôi đối xử bạc tình bạc nghĩa với em đâu. Tôi biết mà, tôi không suy nghĩ bậy bạ đâu, cậu đừng lo. Đấy là tôi nói cho em yên tâm, chứ tôi biết em sẽ không nghĩ ngợi lung tung.
Còn thiếu gì em cứ mua đi. Ít hôm nữa tôi phải thay thầy đi giải quyết công việc, nên không có thời gian đưa em đi mua đồ được. Mấy ngày sát Tết nên công việc nhiều lắm. Tôi mua đủ rồi, mình về thôi cậu. Vào ăn phở xong rồi về. Mấy khi tôi đưa hai người lên huyện, một người như mẹ, một người là vợ tôi, hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời. Cậu Toàn đã nói thế nên tôi với Vũ Minh cũng không từ chối nữa, mà theo chân cậu vào quán phở ở gần chợ. Cậu Toàn ở nhà khắt khe khó tính thế thôi, chứ lúc ra ngoài cậu không vì danh tiếng của mình mà đối đãi tệ bạc với gia đình. Cậu bảo thằng Hướng đi lấy nước cho ngựa uống, sau đấy vào ăn chung với chúng tôi. Nhìn cách cậu đối đãi với nó, không ai nghĩ đây chỉ là gia đình thấp hèn ở nhà cậu. Chúng tôi đi lên huyện đến gần trưa mới về. Lúc về đến nơi đã thấy ông Đính cùng với bà cả ngồi chiễm trệ trên sập. Tôi bước vào lễ phép cúi chào. Dạ, con chào ông, con chào bà ạ. Bà cả chẳng thèm trả lời mà lườm tôi một cái. Bà ta liếc thấy tay thẳng Hướng xách nhiều túi đồ to nhỏ. Bà cả liền bĩu môi bảo. Thầy nó xem kìa, không biết mua gì mà lắm thế không biết. Quần quần áo áo chắc phải cả chục bộ chứ không ít đâu. Bà cứ kệ chúng nó, vợ chồng nó mua quần áo cũng không phải việc của mình. Con trai lớn rồi chứ có phải còn bé bỏng gì nữa đâu. Tiền nó kiếm ra được thì nó tự mua, chứ có ngửa tay xin tiền chúng ta đâu mà lo. Tôi chỉ sợ người ta không biết cách tiết kiệm tiền cho chồng như tôi thôi. Ông sống với tôi cũng hơn 20 năm rồi, chắc ông cũng biết tính tôi mà. Vâng, tính của bà tôi không còn lạ nữa. Nhất là chuyện bà lén tôi tìm đến gặp Hiên và Nhài. Ông... Bà cả nhìn ông Đính giận không nói nên lời. Từ hôm ông Đính tức bà cả đến nôn ra máu, thì sau lần ấy mỗi lúc nói chuyện qua lại, ông Đính đều ẩn ý nhắc đến chuyện chị Nhài và mẹ cậu Toàn. Cậu Toàn lúc này cũng đi vào nhà, cậu lừ mắt nhìn bà cả hỏi. Thầy ạ, con tưởng hôm nay thầy đi chơi với đám ông Lý ông Phủ tới chiều mới về chứ. À, mấy ông ấy bận lên tỉnh nên thầy không đi nữa. Hai đứa về buồng cất đồ đi rồi ra ăn cơm. Dưới nhà bếp dọn sẵn rồi. Vâng ạ. Cậu Toàn nói xong liền nháy mắt ra hiệu bảo tôi đi theo cậu. Khi vào buồng, cậu liền ngồi phịch xuống giường bảo. Khi không lại muốn để thầy tôi chửi cho. Xem ra mụ Hạnh càng lúc càng lộ ra bản chất rồi đấy. Cậu nói thế là sao ạ? Em không thấy lúc nãy mụ ta tưởng thầy sẽ bênh mụ ta mà phàn nàn chuyện vợ chồng mình mua quần áo sao? Mụ ta cứ nghĩ thế, ai ngờ thầy lại không bênh. Còn nói mụ ta cho nhục mặt luôn. À, tôi cứ tưởng chuyện khác nữa. Ngày mai cậu cho tôi sang nhà thầy mẹ chơi một hôm nhé. Tôi mang quần áo sang cho hai đứa luôn. Sang nhà thầy mẹ em chỉ cần báo chứ không cần xin phép tôi làm gì. Ngày mai tôi đi với thầy sang Vân Yên. Hay để tôi bảo thằng Tú đi với thầy còn tôi ở nhà. Đưa em sang thầy mẹ nhé. Tôi nghe cậu Toàn nói thế liền xua tay bảo. Dạ thôi, cậu cứ đi Vân Yên đi. Tôi sang một mình cũng được. Tôi ở lại ăn cơm trưa với thầy mẹ rồi chiều tôi về. Thế cũng được. Nhớ là đi sang nhà thầy mẹ thôi, đừng có nán lại ở đâu đấy. Trai làng này dâm dê đây tiện lắm. Chúng nó mà thấy gái là chảy nước dãi luôn. Tôi nghe thế liền bật cười bĩu môi đáp. Cậu cứ khéo lo, cậu quên tôi có võ phòng thân à? Từ nhà cậu về nhà tôi cũng có xa lắm đâu. Tôi mượn cái xe đạp đi một chút là tới nơi thôi mà. Cậu đừng có lo cho tôi. Sao lại không lo? Tôi nói thật nhé. Trước thì không biết. Chứ bây giờ đứa nào dám đụng đến vợ tôi thì tôi chém chết bà chúng nó. Cậu Toàn nói đến đâu thì gân xanh trên trán lại giật liên hồi. Tôi nhìn cậu muốn ôm bụng cười, nhưng rồi lại phải đưa tay che miệng mình vì sợ cậu giận. Trong bữa cơm bà cả cũng không dám ho he gì nữa. Bà hai dù bên ngoài qua lại với lão Đông, nhưng trước mặt ông Đính vẫn một dạ hai vâng, em ngọt xớt. Tôi với cậu Toàn ngồi bên cạnh nhau, nghe mà thấy tởm lợm làm sao. Đúng thật là lòng dạ con người khó đoán. Sáng hôm sau khi cậu Toàn với ông Đính lên xe ngựa đi Vân Yên, tôi cũng chuẩn bị quần áo, sau đấy đi ra ngoài.
Thế nhưng khi đang đứng trước thềm nhà, cầm túi quần áo hôm qua mua cho hai đứa em, thì bà cả ở trên nhà lao xuống. Bà ta sấn đến trước mặt tôi rồi hỏi: "Chị định đi đâu giờ này? Mới sáng ra, chồng vừa đi khỏi nhà lại định trốn chồng đi chơi với trai à?" "Dạ con không phải thế đâu ạ. Hôm nay con sang nhà thầy mẹ con một buổi bà ạ." Bà cả nghe thế liền nhếch môi cười khẩy bảo: "Chị nói cái gì? Sang nhà thầy mẹ chị sao? Ai cho? Chị đã hỏi ý kiến rồi xin phép tôi chưa? Mấy lần trước chị về tôi đã không nói gì rồi. Lần này vẫn không biết điều à? Mất dạy giết rồi quen đấy." "Con có xin phép cậu Toàn rồi ạ. Cậu ấy bảo chỉ cần đi thưa về gửi chứ không cần xin phép bà. Xin bà đừng nói con mất dạy, bởi vì con được thầy mẹ con cho ăn học dạy dỗ đàng hoàng lắm ạ." "Ta cứ nói đấy, mày làm gì được tao? Thứ như mày mất dạy không sai đâu. Rồi đi về nhà thăm thầy mẹ, mày còn cầm theo cái gì nữa? Định lấy đồ của nhà chồng mang về cho thầy mẹ mày à?" Bà cả vừa nói vừa lao vào giật túi quần áo trên tay tôi. Đây là quần áo tôi mua cho hai đứa em, nên không dễ dàng gì tôi để cho bà ta lấy. Tôi vẫn giữ chặt khư khư túi đồ trên tay để mặc bà ta ra sức giật lấy. Hình như bà cả dùng sức mạnh quá nên cái túi quần áo cũng bị rách toạc ra, làm tôi ngửa người ra sau suýt ngã. May mà tôi nhanh tay bám vào cái cột nhà nên vẫn còn trụ vững. Thế nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng bà cả kêu lên: "Á Tâm, mày dám đẩy tao?" Tôi quay sang nhìn lại thấy bà cả đang nằm sõng soài dưới sân. Sắc mặt bà ta nhợt nhạt, ngay chỗ bà ta nằm có thứ chất lỏng màu đỏ đang loang ra mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi nhìn kỹ mới phát hiện đó là máu tươi. Mặt mũi tôi tái mét, vội lắp bắp nói: Bà có làm sao không? Con không cố ý." Bà cả nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu, sau đó liền lịm đi. Tôi hoảng hốt vội vàng đỡ bà cả ngồi dậy, để người bà dựa vào ngực mình, còn bàn tay tôi giữ chặt vết thương đang chảy máu rồi hét lên: "Vũ Minh, Miên, Hồng, anh Tài ơi, mọi người đâu rồi?" Nghe tiếng tôi gọi, tất cả mọi người ở dưới bếp và cả sau nhà đều tất tả chạy lên. Còn Miên nhìn thấy bà cả nằm im bất động, liền mếu máo. Nó đi đến cầm tay bà cả lay lay: "Bà ơi, bà làm sao thế này? Bà tỉnh lại đi bà ơi, đừng làm con sợ mà bà. Bà bị làm sao thế mợ hai?" Bà cả bị ngã đập đầu vào thềm, mau phụ tôi đỡ bà cả về buồng nhanh lên. "Sao tự dưng bà lại ngã hả mợ? Có phải mợ làm gì bà con không? Hay mợ ghét bà nên xô bà ngã chảy máu? Mợ muốn ra tay hại chết bà đúng không?" Con Miền hỏi tới tấp, làm tôi không kịp trả lời cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến lời buộc tội của nó nữa, mà cẩn thận đỡ bà cả lên rồi đặt lên lưng thằng Tài. Vũ Minh thấy con Miền khóc giấm dứt nên gắt nhẹ: "Mày có im mồm lại không? Bà cả chưa chết đâu mà mày phải khóc. Đi xuống dưới lấy nước với khăn lên lau máu cho bà cả đi. À, ra sau vườn kiếm thêm nắm cỏ mực vào rửa sạch cầm máu cho bà cả nữa. Nhanh lên, mày còn đứng đó khóc nữa là bà ấy mất máu chết nhanh hơn đấy." "Vâng, con đi ngay đây. Đợi con nha bà ơi. Bà nhất định không được chết. Bà mà chết con cũng không thiết sống nữa đâu bà ơi." "Ơ con điên này, mày có nhanh lên không thì bảo. Khóc với chả lóc cái gì? Muốn bà mày chết sớm à?" Con Miên sụt sịt tất bật chạy ra ngoài vườn tìm cỏ mực hái cầm máu cho bà cả. Sau khi thằng Tài đặt bà cả xuống giường, nó cũng đi ra ngoài để mời thầy Lang đến khám. Lúc này chỉ còn lại mình tôi với Vũ Minh ở trong buồng bà cả. Vũ Minh liền hỏi tôi: "Mợ hai, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Vũ có tin con không?" Bà cả tự nhiên lao đến giật túi quần áo hôm qua con mua, đang định đem sang nhà cho thầy mẹ con. Bà ấy dùng sức mạnh quá nên rách toạc cái túi ra. Có lẽ không kịp đứng vững nên ngã đập đầu vào thềm chảy máu Vũ ạ. Con không làm gì bà ấy cả." "Tin, tôi tin mợ. Cho dù bà cả có kết tội mợ thì tôi vẫn tin. Ai thì tôi không biết, chứ riêng mợ thì tôi tin mợ không có gan làm chuyện này đâu." "Bây giờ con phải làm sao đây Vũ? Con sợ đến lúc bà cả tỉnh lại sẽ nhất quyết khẳng định là con hại bà ấy. Khi đấy con sợ liên lụy đến cậu Toàn,
Con không sợ bị trách phạt, con chỉ sợ người bên cạnh con bị mang tiếng thôi Vũ ạ. Mợ yên tâm đi, chắc cậu Toàn sẽ không để mợ phải chịu oan đâu. Mợ đừng lo lắng quá. Đợi bà cả tỉnh lại rồi, mình tính tiếp. Tạm thời mợ cứ giữ im lặng. Còn Miên nói gì thì cứ kệ nó. Nó khiêu khích để mợ tức giận mà thừa nhận đấy. Mợ đừng mắc bẫy của nó nha. Con này cũng không phải đơn giản đâu. Nó thâm thiên, giống bà của nó lắm. Vâng, con biết rồi. Con sẽ cẩn thận. Hy vọng bà cả không bị làm sao cả. Vũ Minh an ủi tôi mấy câu. Sau đấy con Miên cũng đi vào. Nó cầm nắm cỏ mực trên tay đã giã nát, rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương đang chảy máu của bà cả. Thằng Tài đi gọi thầy Lang chưa về, nên tôi với Vũ Minh phải dùng khăn buộc một vòng quanh đầu để cố định vết thương đang được cầm máu. Trong thời gian đợi thầy Lang đến, con Miên liên tục hỏi tôi. Mợ hai, có phải mợ xô bà của con ngã đập đầu vào thềm không? Mợ nói cho con biết đi. Tôi không làm gì cả, đừng hỏi tôi mấy câu ngốc nghếch như vậy. Mợ là người duy nhất ở trên nhà vào lúc xảy ra chuyện. Ngoài mợ ra, tất cả mọi người đều ở dưới nhà bếp. Lúc con quay về buồng của bà, thì mợ và bà đang nói chuyện qua lại. Có phải mợ nhân lúc không có người nên ra tay với bà của con đúng không? Con Miên hỏi tôi giống như hỏi tội phạm, khiến tôi bực mình gắt lên. Nếu mày không có những câu hỏi thông minh hơn thì đừng làm mất thời gian của tao. So với vai vế, tao và mày không phải ngang hàng nhau, nên mày không có quyền hỏi, và tao cũng không nhất thiết phải trả lời mày. Nếu mày thích hỏi tao hay muốn biết điều gì, thì đợi cậu Toàn về, mày hãy đứng trước mặt cậu ấy mà hỏi cho ra lẽ. Còn riêng tao không thích đôi co, cũng không muốn trả lời câu hỏi của mày. Được chứ? Hiểu và ngậm miệng lại hộ tao. Còn Miền bị tôi nói cho mấy câu khó chịu, liền cay cú quay mặt đi. Nó không dám mở miệng hỏi tôi thêm gì nữa, nên chỉ biết ngồi bắp tay bắp chân cho bà cả. Khi chúng tôi còn đang ngồi đợi thầy Lang đến, lại nghe tiếng bà cả thều thào yếu ớt nói: "Cứu tôi, cái con mất dạy này, nó muốn hại chết tôi." Bà tỉnh lại rồi. Ơn trời bà đã tỉnh lại. Bà có biết con lo lắng cho bà nhiều lắm không? Con tưởng mình không được hầu hạ bà nữa, bà ơi. Con Miên lại được dịp khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem xuống ướt cả cổ của bà cả. Bà cả mở hai mắt ra nhìn xung quanh, sau đấy hỏi: "Miên, tao chưa chết đúng không? Tao chưa chết phải không Miên?" "Đúng vậy, bà vẫn còn sống, con vẫn còn được hầu hạ bà." "Mau, mày mau đi mời thầy Pháp về đây cho tao. Tao phải trấn yểm nhà này để chúng nó không về tìm tao nữa. Đừng để chúng nó đến tìm tao." "Bà bị làm sao vậy bà? Anh Tài đang đi mời thầy Lang, chắc cũng sắp về đến nơi rồi ạ." Bà cả nghe con Miên nói thế liền gắt lên: "Tao không cần thầy Lang, tao khỏe rồi. Tao không bị làm sao hết. Mày mau qua làng Vạn Hồng mời thầy Dương qua đây, nhất định phải trấn yểm mảnh đất này." Con Miên đứng đơ ra, nó không dám hỏi lại, nên lại quay sang nhìn tôi với Vũ Minh bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi thấy bà ta đã tỉnh táo, liền bước đến bên cạnh giường rồi hỏi: Bà có làm sao không ạ? Con xin lỗi vì không giải thích rõ ràng. Con chỉ mang quần áo con mua cho hai đứa em gái của con thôi, chứ không bỏn mót gì của nhà mình mang về cho thầy mẹ con đâu ạ." "Mày, chính mày cấu kết với chúng nó làm hại tao. Mày cố tình chọc giận tao để tao tranh giành đồ với mày, tạo cơ hội cho chúng nó đẩy tao đập đầu. Chúng mày đừng có mơ mà hại được tao. Tao có bùa hộ mệnh nên mạng của tao sống dài lắm." "Bà nói gì thế, con không hiểu. Lúc nãy bà sẩy chân ngã chứ có ai làm gì bà đâu ạ." "Mày đừng có nói khủng điên với tao. Chính mắt tao nhìn thấy hai đứa chúng nó lao đến phụ mày giành đồ. Chúng nó lợi dụng tao không để ý rồi đẩy tao ngã. Chúng mày cậy đồng bắt nạt tao đúng không? Để tao xem chúng mày còn làng vàng ở đất nhà tao được bao lâu. Thầy Dương sẽ đánh cho chúng mày mất hồn." Bà cả nói một tràng dài nhưng tôi vẫn không hiểu được gì hết. Không biết người mà bà đang ám chỉ đến là ai. Nếu tôi đoán không nhầm thì có thể là vong hồn của mẹ cậu Toàn và chị Nhài. Vũ Minh biết bà cả sẽ không chịu khoan nhượng nên vội hẩy tay tôi, sau đấy nháy mắt bảo tôi ra ngoài.
Tôi hiểu ý liền đứng dậy rồi xin phép bà cả. Bà nghỉ ngơi một chút đi ạ. Con xin phép ra ngoài, đợi một lát thầy Lăng đến con sẽ vào thăm bà. Cút, cút hết ra khỏi buồng của tao. Không ai được phép vào buồng của tao. Tôi nghe vậy khẽ thở dài, không thèm đáp lại nữa, mà đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa buồng, Vũ Minh liền vẫy tay bảo tôi đi ra sau vườn có chút chuyện. Tôi đi theo Vũ ra vườn đến đoạn gốc cây châm, Vũ liền chỉ tay rồi bảo. Hình như đợt trước bà cả chôn xác cô nhài ở bên cạnh gốc châm bầu này thì phải. Cũng không biết đúng hay sai. Nhưng nhiều lần nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, hay thấy có một bóng trắng ngồi dưới gốc cây châm khóc thút thít. Có hôm thì tờ mờ sáng, thấy một người con gái mặc đồ trắng đang ngồi chải tóc ở dưới gốc châm. Đám người làm ở đây hầu như đứa nào cũng nhìn thấy đôi ba lần. Nhiều nhất chắc là con Bích, vì nó hay dậy sớm với đi vệ sinh nhiều lắm. Chị nhài có phải tóc dài lắm không Vũ? Hay đội cái nón lá nữa, tóc dài che nửa khuôn mặt. Chị ấy mặc áo bà ba nhưng bị rách nhiều chỗ lắm thì phải. Mợ, mợ gặp cô ấy rồi sao? Tôi nghe Vũ Minh hỏi vậy cũng không giấu giếm gì nữa, mà gật đầu rồi kể cho Vũ Minh nghe chuyện tôi gặp chị nhài thế nào. Vũ Minh nghe tôi kể xong liền nói. Chắc cô ấy tưởng mợ thân với bà cả nên không thích mợ đấy. Đám gia đình nhà này thấy cô ấy suốt. Nhưng mà cô ấy chỉ cho chúng tôi thấy, chứ không nhát dọa gì cả. Bà cả có biết chuyện chị nhài về cho mọi người nhìn không cô? Không. Đợt lúc đầu mới hay tin cô nhài mất tích được tầm vài tháng, thì thằng Tài là đứa nhìn thấy hồn cô nhài đầu tiên. Nó nói với người này kể với người kia, chuyện nó thấy hồn chị nhài hiện về. Sau đấy, cả nhà trên dưới đồn ầm lên. Bà cả cũng nghe phong phanh nên cho người đánh thằng Tài một trận. Bà ấy bảo nó bịa chuyện dọa ma mọi người, nên cấm tuyệt đối, nếu thấy ai nhắc đến cô nhài ở trong nhà này là đánh gãy chân. Sau lần ấy không có ai dám nhắc đến tên cô nhài nữa. Mọi người có nhìn thấy thì cũng nói nhỏ thì thầm cho nhau nghe mà thôi. Hôm con nhìn thấy ánh mắt chị ấy trông đáng sợ lắm cô ạ. Chị ấy còn biến thành bà cả vào trong buồng đánh thức con dậy rồi dẫn con đi chợ cơ. Cũng may con gặp được Bụi Hòn Bi, nếu không chắc lúc ấy con tiêu đời rồi. Chắc cô ấy bị hại chết nên linh hồn mang oán khí nặng quá. Ông Đính hay tin cô nhài mất tích, cũng thuê người đi tìm, nhưng không có tin tức gì cho đến tận bây giờ. Dù bà cả không thừa nhận, nhưng tôi nghĩ ông Đính cũng biết bà cả là người ra tay hãm hại chị nhài và mẹ cậu Toàn nữa. Vâng, con cũng nghĩ là như vậy ạ. Ác giả ác báo nên ai làm chuyện ác thì sớm muộn cũng gặp quả báo mà thôi. Vũ Minh gật đầu sau đấy bảo tôi vào trong nhà, còn Vũ đi ra vườn hái một ít lá chanh để nấu thịt gà. Vũ Minh có bảo tôi cứ đi sang nhà thầy mẹ chơi, nhưng nhìn thấy bà cả giành đồ với mình mà bị ngã chảy máu nên tôi cũng không nỡ đi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định ở nhà đợi cậu Toàn về ăn cơm. Đến trưa cậu Toàn với ông Đính cũng về. Vừa bước vào buồng nhìn thấy tôi, cậu có vẻ ngạc nhiên hỏi. Ơ, sao em lại ở đây? Chẳng phải em bảo sang nhà thăm thầy mẹ kia mà. Hay là đi lâu nhớ tôi không chịu được nên sang một tí rồi về? Tôi nhìn cậu, cứ tưởng cậu đã nghe chuyện của bà cả. Nhưng nhìn sắc mặt của cậu tôi cũng đoán ra được cậu chưa biết chuyện gì. Tôi lắc đầu thở dài đáp. Lúc nãy vào đây cậu chưa nghe ngóng được chuyện gì hả cậu? Chuyện gì? Không lẽ em lại gây ra họa lớn à? Hay định bỏ tôi về nhà ở với thầy mẹ thế? Tôi không cho đâu, em đừng hòng. Cậu không biết chuyện gì thật à? Có chuyện gì em nói đi nghe xem nào. Hay là có ai bắt nạt em nên em đánh lộn với nó? Nói đi, tôi xử nó cho. Lúc sáng tôi định đi sang nhà thầy mẹ thì bị bà cả chặn lại. Bà ấy bảo tôi không xin phép đi thưa về gửi gì cả. Sau còn chửi tôi mất dạy rồi lao vào cướp cái túi quần áo tôi định mang sang cho cái Lộc với cái Vi. Bà ấy bảo tôi lấy của nhà chồng mang về cho thầy mẹ. Tôi tức quá nhưng vẫn giữ chặt túi đồ không buông. Bà ta kéo mạnh làm túi đồ rách toạc cả ra. Bà ta cũng theo đó mà ngã đập đầu xuống thềm bị chảy máu luôn. Cậu Toàn nghe xong liền lao đến chỗ tôi gấp gáp hỏi. Em có bị làm sao không?
Có xây xước chỗ nào không? Đưa tôi xem nào. Tôi không sao cả. Tôi bám vào cột nhà kịp nên không ngã. Tôi sợ bà ấy đổ thừa cho tôi đẩy bà ấy thì lớn chuyện lắm cậu ạ. Tôi thật sự không hề muốn xảy ra chuyện đó. Cậu Toàn nắm lấy tay tôi an ủi. Em bình tĩnh, không sao cả, không sao cả. Do bà ta tự chuốc lấy chứ không phải là lỗi của em. Tôi không để ai đụng đến em đâu, đừng lo. Lúc nãy tôi vẫn còn đủ mạnh mẽ để chửi con Miên. Nhưng bây giờ có cậu Toàn nên tôi lại thấy bản thân mình thật yếu đuối. Tôi dựa đầu vào vai cậu, tự dưng sống mũi cay cay, rồi những giọt nước mắt lại khẽ rơi. Không biết tại sao tôi lại yếu lòng chỉ vì câu quan tâm của cậu nữa. Sau khi bình tâm trở lại, tôi thuật lại từng chi tiết cho cậu nghe, kể cả những câu hỏi con Miên hỏi tôi lúc bà cả còn chưa tỉnh. Cậu Toàn nghe xong nghiến răng ken két bảo. Con này láo nháo lắm rồi đấy. Chưa ăn đấm nó chưa biết sợ là cái gì đâu. Người hầu thân cận của mụ Hạnh mà cứ ngỡ mình ngang hàng với vợ tôi. Em không cần phải lo, cứ thoải mái vui vẻ là được rồi. Ra ngoài với tôi đi, kiểu gì lát nữa thầy cũng gọi ra ngoài hỏi cho xem. Ra trước vẫn hơn. Tôi gật đầu sau đấy cùng cậu đi ra ngoài. Lúc lên đến nhà trên đã thấy ông Đính với bà Hai ngồi sẵn trên sập. Ông Đính nhìn tôi có chút khó chịu mà nói. Hai đứa ngồi xuống đi, thầy đang có chuyện cần phải xác minh. Con biết kiểu gì thầy cũng cần hỏi chuyện nên con ra sớm còn hơn, thầy hỏi đi. Chuyện giữa vợ con và bà cả đã xảy ra chuyện gì? Thầy Lang khám xong bảo bà ấy bị chấn thương suýt chết luôn đấy. May mắn cầm máu kịp thời, chứ để máu chảy suốt mà không băng bó thì chết chắc. Thầy đi mà hỏi lại vợ thầy ấy. Tự dưng vợ con về thăm thầy mẹ lại ngăn cấm. Quần áo vợ con mua cho em gái cũng bảo bòn mót của nhà chồng mang về cho thầy mẹ. Đã thế lại còn chửi vợ con mất dạy nữa kìa. Tại bà ta lao vào đòi cướp đồ trên tay vợ con, nhưng sơ ý nên ngã chảy máu đấy. May không bể đầu chứ bể thì chẳng biết kêu ai. Sao bà cả lại bảo vợ mày một hai đòi giết bà ấy cho bằng được? Bà ấy bảo vợ mày kéo bà ấy từ trên nhà xuống rồi đập đầu bà ấy xuống thềm. Nghe nói vợ mày còn dùng võ kẹp tay kẹp chân bà ấy nữa kìa. Sự chuyện này rốt cuộc ai nói thật ai nói dối đây? Thầy chọn tin ai? Nếu thầy tin vợ con thì con vô cùng cảm kích. Còn thầy chọn tin bà ta thì con cũng không trách thầy. Cho dù vợ con có sai thì con cũng chấp nhận sai cùng cô ấy. Con tin chuyện này vợ con hoàn toàn không liên quan. Ông Đính đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói. Tất nhiên là thầy không biết tin ai. Chuyện xảy ra cũng không có ai chứng kiến. Nên mỗi người nói một kiểu, làm thầy hoang mang thật sự. Vậy thầy định giải quyết thế nào? Nhân chuyện này con cũng nói luôn. Việc vợ con về thăm thầy mẹ cũng chẳng cần xin phép ai ở trong nhà này cả. Chỉ cần cô ấy báo với con là được rồi. Ừ, chuyện này thầy không phản đối. Thăm thầy mẹ là chuyện bình thường. Ngay từ lúc hỏi cưới cái tâm thì thầy cũng đã hứa với thầy mẹ nó sẽ cho nó tự do về thăm nhà. Vậy thì thầy nên hỏi lại bà Hạnh đi. Bà ta chửi mắng xúc phạm thầy mẹ vợ con. Đã thế còn bảo vợ con bòn mót của nhà chúng ta mang về cho nhà đẻ. Riêng cách nói chuyện con cũng không thể nghe lọt tai được rồi. Cậu Toàn hình như đang nóng giận, hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Ông Đính cũng hiểu rõ tính của cậu Toàn nên nhẹ giọng xuống mà nói. Được rồi, chuyện này để từ từ thầy sẽ chấn chỉnh lại. Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi, đừng để bữa cơm gia đình lại mất ngon. Thầy nhớ nhắc nhở bà ta còn tìm cách vu oan xá họa cho vợ con nữa thì đừng trách con không cảnh cáo trước. Bà ta muốn con điên thì để con điên thật cho xem. Thôi mà, bà ấy có ở đây đâu mà con phải nổi nóng. Nghe lời thầy ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong vào nghỉ ngơi một lát rồi chiều lên Vạn Hồng với thầy. Cậu Toàn nghe vậy cũng đành xuôi theo. Sau khi ăn uống xong xuôi, cậu cũng về buồng nghỉ ngơi. Buổi chiều khi tôi thức dậy thì cậu đã đi Vạn Hồng với ông Đính từ lúc nào. Bà Hai cũng không có nhà nên căn nhà lại trở nên yên ắng. Lâu lâu có tiếng mấy người gia đình nói chuyện. Những ngày sau đó bà cả cũng đã khỏe hẳn. Không biết ông Đính đã nói gì, nhưng lúc thấy tôi với cậu Toàn, tuyệt nhiên bà ta không hề nhắc khéo hay thậm chí đề cập đến chuyện hôm trước. Cậu Toàn cũng bảo tôi không cần để tâm đến bà ta làm gì, cứ coi như bà ta là người vô hình cho thoải mái.
Sau ngày tôi với bà cả xảy ra chuyện một ngày, cậu để ông Đính đi công chuyện một mình, rồi đưa tôi sang nhà thầy mẹ. Nhìn thấy tôi được cậu yêu thương chiều chuộng, mà thầy mẹ tôi cũng vui lòng. Tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt không còn lo lắng buồn phiền trên gương mặt của thầy mẹ nữa. Sáng 26 Tết, ông Đính cho mấy người gia đình về nhà ăn Tết, còn lại giữ một nửa người ở lại lo công việc. Những ngày cuối năm ông Đính ở nhà nhiều hơn, nên bà Hai rất ít khi ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp bà Hai, lén lút đi ra cổng gặp ai đó, nhưng lại không dám đi theo vì sợ bị phát hiện. Sáng 27 Tết, mọi công việc của ông Đính đều gác lại. Cậu Tuấn cũng được nghỉ Tết nên bữa cơm gia đình có đầy đủ tất cả thành viên. Tầm này những ngày còn ở nhà với thầy mẹ, thì tôi với cái Lộc lại bắt đầu mang bàn ghế ra chùi rửa sạch sẽ. Ở đây mọi việc chùi rửa đều có người ở lo, nên chúng tôi không phải nhúng tay vào. Những chuyện dọn dẹp bàn thờ chỉ có đám đàn ông làm được, còn phụ nữ chúng tôi không được phép đụng vào. Sáng 28 Tết, khi tôi và cậu Toàn đang ngủ ngon lành, chợt bên ngoài cửa buồng có tiếng Vũ Minh cất lên. Cậu Hai, mợ Hai, có chuyện lớn rồi. Nghe tiếng Vũ Minh, cả tôi với cậu Toàn vội vàng ngồi bật dậy. Theo quán tính, cậu Toàn lao ngay ra cửa. Cậu Toàn vừa mở cửa buồng ra liền gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy Vũ? Sao nghe giọng Vũ có vẻ nghiêm trọng lắm? Chuyện lớn rồi cậu ơi, bà cả, bà cả. Bà ta làm sao? Vũ mau nói đi. Bà cả tự nhiên nôn mửa rồi co giật từ nãy giờ. Còn Miền đang đút tay nó vào miệng để bà cả cắn vì sợ bà ấy cắn lưỡi đó cậu. Cậu qua xem sao. Cậu Toàn nghe vậy liền thở dài bảo. Con tưởng chuyện gì chứ chuyện liên quan đến mụ Hạnh con không quan tâm. Bà ta có chết cũng không phải việc của con. Cậu đừng nói thế. Đêm qua không biết bà cả ăn phải thứ gì mà sáng nay đột nhiên đau bụng rồi còn sốt cao nữa. Đã có ai đi mời thầy lang đến khám cho bà ta chưa Vũ? Ông sai thẳng hướng đánh xe ngựa sang rước thầy lang rồi cậu ạ. À? Lúc nãy tôi có ghé vào buồng thấy bà cả đau đớn lắm. Bà ta tự làm tự chịu thôi. Cứ đợi xem thầy lang khám xong nói gì rồi tính tiếp. Vâng, tôi cứ thấy lo lo. Vũ lo làm gì? Bình thường mụ Hạnh cũng đối xử có tốt với Vũ đâu. Mà Vũ phải lo cho mụ ta. Con thấy chuyện này xảy ra chẳng có gì phải hốt hoảng cả. Bà ta ăn uống chẳng kiêng pha gì, thì đau bụng nôn mửa cũng là chuyện sớm muộn thôi mà. Vũ Minh nghe cậu Toàn nói vậy nên không nói thêm gì nữa mà đi xuống bếp. Cậu Toàn quay ra nhìn tôi rồi cười bảo. Mụ Hạnh chắc bị Tào Tháo rượt chứ không có chuyện gì đâu. Làm vợ chồng mình giờ giấc ngủ rồi, em nằm xuống ngủ tiếp đi. Thôi, tôi ngủ đủ giấc rồi. Hai chúng ta ghé sang xem bà ấy thế nào đi cậu. Nhỡ không phải do ăn uống bậy bạ thì làm sao? Em quên bà ta từng đối xử tệ bạc với em rồi à? Bên ấy có thầy tôi với bà Hai lo rồi. Chúng ta sang làm gì cho chật chội? Sang một tí thôi cũng được mà cậu. Không vào thì mình đứng ngoài cửa buồng cũng được. Đợi thầy lang đến khám xem sao. Cậu Toàn biết không khuyên được tôi nữa nên đành gật đầu nói. Thôi thế cũng được, để tôi khoác cái áo vào đã rồi chúng ta ghé sang bên ấy. Nói thật nếu không có em thì tôi cũng không qua thăm bà ta đâu. Được rồi mà, cậu đã quyết định sang cùng tôi thì đừng cảm giảm nữa. Cậu Toàn không đáp lại nữa mà khoác áo vào, sau đấy cùng tôi đi ra gian nhà sau. Khi đến trước cửa buồng, bà cả đã thấy mọi người đứng chờ bên ngoài. Cậu Toàn đi đến trước mặt ông Đính rồi hỏi. Tình hình bà ấy sao rồi thầy? Ông Đính lắc đầu đưa tay chỉ vào trong buồng rồi đáp. Chưa biết thế nào, thầy lang đang khám ở trong. Bà con có chết không? Bà con nôn ra máu nhiều lắm ông ơi. Con Miền vừa khóc vừa kể cho ông Đính nghe. Thi thoảng nó lại nhìn sang phía tôi và cậu Toàn với ánh mắt khó hiểu. Ông Đính quay sang hỏi nó. Sao tự dưng bà ấy lại có những biểu hiện như vậy? Mày có cho bà ấy ăn cái gì không? Con Miên lắc đầu bảo. Dạ bẩm ông, ngoài ăn cơm tối ra thì lúc về buồng bà chỉ uống nước và ăn ít bánh quy chứ không ăn thêm gì nữa. Bánh quy bà ăn lâu lắm rồi chứ không phải mới ăn đâu ạ. Đến sáng khi con dậy sớm đánh răng rửa mặt thì bà vẫn còn ngủ say.
Vậy mà khi con làm vệ sinh cá nhân xong thì thấy bà kêu đau bụng quằn quại, sau đấy nôn ra máu. Nghĩa là sáng nay bà ấy chưa ăn cái gì đúng không? Dạ đúng ạ. Ông ơi, liệu bà con có khỏe lại không ông? Con lo quá ông ơi. Mày có thấy thầy Lang Đản đang khám ở bên trong không? Có chuyện gì đã có thầy Lang lo liệu, nên mày không được hỏi những câu gở như thế. Con xin lỗi ông, tại con lo cho bà nên mới hỏi như thế. Con mong ông đừng trách phạt con. Được rồi, mày mau đi rửa sạch thay quần áo, rồi băng bó vết thương đi. Nghe bảo lúc nãy bà cả co giật, nên mày phải để bà ấy cắn bàn tay của mày. Đúng là bà cả không nhìn nhầm người khi chọn mày là đứa thân cận nhất. Đi thay quần áo cho sạch sẽ, còn chăm sóc bà ấy nữa. Vâng, nếu bà tỉnh lại có hỏi con thì ông nhớ nói con đi một lúc thôi nhé. Con sẽ quay lại liền. Ông biết rồi, mày mau đi đi, đứng đây mùi máu tanh, tao chịu không được. Còn Miền nghe ông Đính nói thế liền lủi thủi chạy đi thay quần áo. Tôi nhìn bàn tay trái của nó đang nhỏ từng giọt máu rơi xuống đất. Nó hình như không biết đau là gì thì phải. Bởi tôi thấy nét mặt nó vẫn tỏ ra bình thường chứ không hề đau đớn, mặc dù vết cắn rất sâu. Bà hai ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm quạt mo phe phẩy bảo. Chị Hạnh đúng là có mắt nhìn người thật, chọn ngay con hầu trung thành hơn cả chó. Phải con Mỹ mà cũng được thế thì em vui biết mấy. Bà hai vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang con Mỹ. Nó hiểu được ý của bà nên cũng không dám ý kiến gì mà cúi gằm mặt. Sau khi thầy Lang thăm khám xong, liền mở cửa buồng đi ra. Mọi người nhanh chóng tụ tập đến trước mặt thầy Đản. Ông Đính nhẹ giọng hỏi. Tình hình bà ấy sao rồi thầy? Không biết sao tự dưng lại phát bệnh như thế nữa. Thầy Đản mang cái túi vải lên, sau đấy lắc đầu bảo. Bà ấy bị trúng độc thạch tín rồi, tôi sợ rằng khó qua khỏi. Độc thạch tín sao? Câu nói của thầy Đản khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều nghe thấy. Thầy Đản còn chưa kịp nói tiếp thì chị Thu đã khóc giống lên. Không thể nào, cầu xin thầy hãy cứu lấy mẹ con. Xin thầy hãy tìm cách cứu lấy bà ấy. Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi có kiểm tra mạch máu của bà ấy thật sự không ổn. Theo như suy đoán của tôi thì 90% là bà ấy trúng độc của thạch tín. Bà hai nghe vậy liền hỏi. Thạch tín ở đâu ra hả thầy? Nhà chúng tôi có dùng thạch tín đâu. Chị cả cũng không ra ngoài. Lại ăn uống chung thì làm sao trúng độc được? Thạch tín là một chất cực độc, nó không có màu và không có mùi, nên rất khó có thể phân biệt được. Có rất nhiều cách để hạ độc, không chỉ riêng đồ ăn mà còn cả nước uống, thậm chí là vào trong bát đũa ăn hàng ngày. Nếu thế thì lại càng không có cơ sở đâu thầy ạ. Chị cả có một thời gian ăn uống riêng nhưng sức khỏe vẫn hoàn toàn bình thường. Cả tháng nay ăn chung với gia đình nên nếu trúng độc thì tất cả mọi người trong gia đình này đều bị hết, chứ không riêng một ai. Chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ nói ra vấn đề bà Hạnh đang gặp phải thôi. Rắn cắn hay độc xạ hương thì tôi có thể tìm thuốc giải được. Còn riêng thạch tín và chu sa thì hoàn toàn không có thuốc giải. Tạm thời chỉ có cách giúp bà ấy kéo dài sự sống thôi. Nhưng chắc sẽ không qua được hết tháng riêng. Không còn cách nào khác sao thầy? Chị ấy còn bao nhiêu dự định dang dở? Vừa hôm qua chị ấy còn khỏe mạnh. Mà sao hôm nay tự dưng lại ngã bệnh thế này? Chị Hạnh ơi! Bà hai vừa nói vừa dựa đầu vào vai cậu Tuấn khóc thút thít. Tôi với cậu Toàn đứng lặng yên cũng chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Khi tôi còn đang đứng nhìn vào trong buồng thì tự dưng chị Thu lao đến vả cho tôi một phát vào miệng rồi chửi. Là mày, ngoài mày ra thì không còn ai có động cơ để hãm hại mẹ tao nữa. Tại sao mày lại làm thế? Tại sao mày lại ác ôn đến mức như thế này? Trả mẹ lại đây cho tao. Tôi bị tát đến choáng váng suýt ngã. Cũng may cậu Toàn nhanh tay đỡ lấy tôi. Chị Thu định lao vào tóm tóc tôi nhưng bị cậu Toàn đẩy ra, cậu quát. Chị có thôi đi không hả? Mẹ chị bị hạ độc thì liên quan gì đến vợ tôi mà chị đánh vợ tôi? Nể tình bây giờ chị đang kích động nên tôi không thèm chấp chị đấy. Chị còn đánh vợ tôi một cái nào nữa thì đừng có trách tôi mạnh tay với đàn bà. Sao lại không liên quan đến nó? Mày có bị ngu không? Vợ mày ghét mẹ tao vì hôm trước giật đồ kiếm cớ đánh nó, nên nó lập mưu hạ độc mẹ tao. Mày bảo không liên quan hay là mày cùng một ruột với nó? Hai đứa chúng mày đúng là đồ ác ôn.
Chị có câm họng lại không? Bằng chứng đâu mà chị bảo vợ chồng tôi hạ độc mẹ chị? Tôi tuy không ưa bà ta, nhưng dùng cách tiểu nhân này tôi không làm. Chị đừng có điên lên, mà làm càn. Có gan thì đi tìm bằng chứng người hạ độc mẹ chị mà kết tội chúng nó. Nếu có bằng chứng thì chị muốn làm gì tôi không cản đâu. Còn bây giờ đừng có cắn bậy cắn bạ vợ tôi, không tôi bẻ gãy răng chó đấy. Chị Thu bị cậu Toàn chửi cho không ngóc đầu lên được. Chị ta cười như điên dại rồi quỳ xuống nắm lấy vạt áo ông Đính mà khóc giống lên. Thầy xem, chúng nó sống ác với mẹ con chưa kìa. Thầy xem mẹ con nằm trong kia đau đớn, còn chúng nó vẫn đứng đây, tỏ ra như không có chuyện gì kìa. Thầy báo quan gông cổ chúng nó đi thầy ơi. Mày bình tĩnh đi, chuyện chưa đâu vào đâu, huống hồ mày không có bằng chứng mà đòi buộc tội vợ chồng nó à? Thầy biết mày thương mẹ, nhưng cái gì cũng cần có bằng chứng con ạ. Thầy bảo con phải làm sao đây? Đến cả thầy còn bênh chúng nó thì con biết bám víu vào ai đây hả thầy? Mẹ con phải làm sao đây thầy ơi? Để từ từ thầy nghĩ cách. Thầy đàn không có thuốc thì mình tìm thầy khác. Bên Vân Yên cũng có mấy thầy chữa bệnh hay lắm. Để thầy sai thằng Hướng đi mời về đây chữa bệnh cho bà ấy. 28 Tết rồi nên con đừng có khóc nữa. Phải vui vẻ chào đón năm mới chứ. Cười. Thầy bảo con phải cười thế nào khi người nằm bất động trong kia là mẹ con hả thầy? Thầy chết vợ này còn có thể lấy thêm với nhiều vợ khác. Nhưng con mất mẹ rồi thì đâu còn mẹ nào nữa đâu. Chị Thu vừa nói dứt lời đã bị ông Đính tát bốp vào mặt. Ông Đính trợn trừng mắt nhìn chị Thu rồi quát. Mày có thôi đi được không? Nói gì mà nói lắm thế? Thầy bảo để thầy mời mấy thầy bên Vân Yên sang đây tìm cách giải độc rồi mà. Mẹ mày chưa chết đâu mà mày phải khóc bù lu bù loa lên thế. Mày còn đứng đây lại nhải thêm nữa. Là tao sai thằng Tài tống cổ vợ chồng mày ra khỏi cổng đấy. Bực mình. Thầy đánh con. Chỉ vì con lo lắng cho mẹ con nên nói ra như vậy mà thầy đánh con sao? Mẹ con chưa chết thầy cũng lấy vợ hai rồi. Còn qua lại với người này người kia. Con nói có sai câu nào đâu cơ chứ. Thầy bảo con phải vui vẻ vì Tết nhất đến nơi rồi. Thật nực cười, mẹ còn sắp chết. Mà thầy lại bảo con cười. Con cười làm sao được đây thầy ơi? Có ai mẹ chết mà cười được không? Thầy cười vì được lấy thêm vợ nữa, còn con cười trong nước mắt đó thầy. Mày có câm mồm lại không? Thằng Viễn có giữ vợ mày lại không? Tao tống cổ hai đứa chúng mày ra khỏi nhà luôn đấy. Sang đây đừng có làm ẩm lên làm tao đau đầu. Nhà này chưa đủ lạ nào. Cậu Viễn chồng chị Thu nghe ông Đính nói vậy liền đi đến bên cạnh chị Thu, sau đấy dìu chị ta đứng dậy rồi nói. Mợ đừng có như thế nữa có được không? Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết được kia mà. Mợ cứ chửi hết người này đến người kia thì cũng chẳng có ích gì cả. Thay vì ngồi đây chửi rủa trách móc người này người kia thì sao mợ không tìm cách kéo dài thời gian cho mẹ đi? Cậu, đến cả cậu cũng thấy tôi phiền toái đúng không? Mẹ tôi bị người ta hãm hại, nằm đau đớn trong kia kìa cậu. Nhìn mẹ như vậy, phận làm con như tôi, làm sao có thể chịu nổi? Tôi thả nghe mẹ chửi mẹ mắng còn hơn là nhìn mẹ nằm bất động chịu đau đớn như vậy, cậu ơi. Tôi biết mợ thương mẹ, nhưng mợ cũng đừng làm như vậy nữa. Mọi người ai cũng biết mợ đang xúc động nên không làm chủ được lời nói của mình. Rồi từ từ mợ sẽ phải chấp nhận sự thật này thôi. Tôi không muốn. Tôi thật sự không muốn chấp nhận đâu cậu ơi. Mới hôm trước tôi ghé qua chơi, mẹ còn rủ tôi Tết năm nay đi chùa xin lộc với mẹ. Còn nhiều điều tôi chưa nói và làm cho mẹ nữa kia mà. Sao chuyện này lại ập đến lúc này cơ chứ? Mẹ tôi phải làm sao đây? Chị Thu dựa đầu vào ngực cậu Viễn khóc tu tu. Dù không ưa bà cả, nhưng nhìn thấy chị Thu khóc tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Bên trong buồng bà cả lại ho lên sặc sụa. Chắc bà cả đã tỉnh lại, nên ông Đính lại mở toang cửa buồng ra rồi chạy vào. Chị Thu cũng chạy theo sau, nhưng khi nhìn thấy tôi với cậu Toàn định đặt chân vào trong, chị ta liền đưa tay ra ngăn lại. Ai cho chúng mày vào đây? Ai cũng có thể vào ngoại trừ hai đứa chúng mày ra. Mẹ tao chắc chắn không muốn nhìn thấy mặt hai đứa chúng mày đâu. Cậu Toàn lườm chị ta, sau đấy nắm tay tôi định kéo ra, nhưng cậu Viễn lại đi đến hạ bàn tay của chị Thu xuống rồi nói. Thu, đây không phải lúc để tranh luận và hành xử lỗ mãng như vậy. Mợ không nhớ lời tôi dặn lúc nãy à? Thời gian của mẹ không còn nhiều đâu. Tôi nghĩ mợ nên tận dụng. Tôi nhớ, nhưng cậu nghĩ mà xem hai đứa chúng nó đã làm gì với mẹ. Bây giờ mẹ đã yếu như vậy rồi.
Tôi sợ mẹ nhìn thấy chúng nó sẽ tức không chịu được mà đi sớm. Tôi muốn mẹ trước khi nhắm mắt xuôi tay không còn vướng bận chuyện gì nữa. Tôi biết mợ suy nghĩ gì, nhưng mình không có bằng chứng nào trong tay nên không được đổ oan cho ai cả. Biết đâu được nhỡ mình đổ oan cho người tốt thì sao? Nghe lời tôi, mợ vào trong đi, để cho hai đứa vào trong thăm mẹ. Chị Thu nghe lời cậu Viễn nên đành ậm ừ miễn cưỡng đáp. Được rồi, nể cậu nói giúp chúng nó nên tôi không chấp nhận chuyện này nữa. Đợi tao tìm được bằng chứng, tao mới tính sổ với hai đứa chúng mày. Nhất định tao không bỏ qua đâu. Chị ta nói xong liền sải bước đi vào trong. Cậu Toàn tự ái định quay người rời đi, nhưng tôi lại đưa tay nắm lấy. Tôi không nói ra mà dùng ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt để cậu hiểu được hàm ý của mình. Cậu Toàn bất đắc dĩ nên đành theo tôi vào trong buồng. Trên chiếc giường cũ kỹ, bà cả đang thở không xa hơi, chốc chốc lại cất lên vài tiếng ho khan rồi im bặt. Còn Miền đứng bên cạnh lại đưa tay vuốt lên ngực bà rồi hỏi. Bà có đau lắm không? Bà uống nước không? Để con rót cho bà. Bà cả nhìn nó lắc đầu không đáp. Ông Đính đi đến bên cạnh giường, sau đấy cất tiếng hỏi. Bà thấy trong người thế nào? Đau ở chỗ nào thì nói cho tôi nghe đi. Tôi đau bụng lắm, có phải tôi sắp chết rồi không ông ơi? Bà đừng nói bậy bạ. Bà phải khỏe nhanh để còn kịp đón giao thừa chứ. Năm nay chúng ta phải ăn Tết thật lớn để mừng có thêm đứa con dâu chứ. Bà yên tâm, tôi đã sai thẳng hướng sang Vân Yên mời thầy lang rồi. Có bao nhiêu thầy lang ở trong vùng này tôi sẽ mời cho bằng hết. Không có hy vọng gì nữa đâu ông. Tôi biết chúng độc Thạch Tín hoàn toàn không hề có thuốc giải. Ông đừng phí công vô ích nữa. Cả đời tôi làm nhiều chuyện sai trái, nhưng không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Bà phải suy nghĩ thoáng lên chứ. Không được bi quan như vậy. Tôi nhất định sẽ làm mọi cách để cứu lấy mạng sống cho bà. Ông Đính vừa nói dứt lời thì tôi nhìn thấy ở ngay khóe mắt của bà cả những giọt nước mắt đã rơi ra. Từ lúc về làm mợ hai nhà họ Nguyễn tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà cả khóc. Bà cả vừa nấc lên vừa nói. Đừng phí công vô ích làm gì nữa. Hãy để tôi được sống ngày nào hay ngày ấy. Số mệnh của tôi tới đây thì tôi phải chấp nhận thôi. Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong mình không bị ép buộc mà đám cưới với người chưa hề yêu. Hạnh, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi bà vì đã khiến bà phải thành ra như vậy. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bà, thì bây giờ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết bây giờ có hối hận đi chăng nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Chỉ mong bà mạnh mẽ chiến đấu chứ đừng từ bỏ dễ dàng. Tôi và mọi người sẽ luôn bên cạnh bà. Bà cả nghe được lời xin lỗi và động viên chân thành của ông Đính thì tinh thần cũng khá hơn một chút. Tôi với cậu Toàn chỉ đứng nhìn chứ không nói tiếng nào cả. Vì cả hai đều biết bà không có cảm tình một chút nào với vợ chồng tôi. Bà cả với ông Đính nên duyên vợ chồng cũng là giao ước của hai gia đình từ trước, chứ không có yêu đương tìm hiểu gì cả. Tôi nghe Vũ Minh kể, từ lúc sinh chị Thu ra, bà cả bị băng huyết, suýt mất mạng, nên không thể sinh con được nữa. Sau khi mấy thầy lang ở bên Vân Yên được mời sang, đều vào buồng bắt mặt thăm khám cho bà cả rồi lại đi ra. Ai cũng lắc đầu bảo. Thành thật xin lỗi. Bà ấy đã trúng độc Thạch Tín, nhưng chất độc đã làm tổn thương nghiêm trọng, nên không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa. Bà ấy tiếp xúc với chất độc trong một thời gian dài nhưng không biết, nên dần dần nó đã ăn sâu vào bên trong cơ thể và nội tạng rồi. Tiếp xúc một thời gian dài sao? Gia đình chúng tôi vẫn ăn chung, nhưng tại sao chỉ một mình bà ấy bị vậy thầy? Điều này tôi không thể giải thích được, nhưng bây giờ tôi rất tiếc khi phải nói rằng sự sống của bà ấy chỉ được đếm từng ngày, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận. Thực sự không còn cách nào sao thầy? Nếu không giải độc được thì có thể làm chậm quá trình ăn sâu của chất độc được không ạ? Xin thầy hãy giúp chúng tôi kéo dài thời gian được không? Chuyện này thật sự rất khó. Tôi cũng không biết có hiệu quả không. Nhưng bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc. Mọi người nhớ phải sắc cho bái uống một ngày 3 lần sáng trưa tối. Chỉ hy vọng bái hợp thuốc mà kéo dài thêm thời gian. Vâng, cảm ơn thầy. Chỉ cần kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó ạ. Thầy lang gật đầu, sau đấy lấy giấy bút ra ghi đơn thuốc,
rồi bảo ông Đính cho người sang nhà bốc thuốc. Ông Đính sai thằng Hướng đưa thầy Lang về, rồi tiện thể lấy thuốc luôn tránh làm mất thời gian. Để không gây thêm nghi ngờ, ông Đính giao thuốc luôn cho con Miên xác thuốc và đút cho cả bà uống hàng ngày. Chuyện ốm thập tử nhất sinh của bà cả làm không khí Tết của gia đình trầm xuống hơn hẳn. Chiều 29 Tết, đám gia đình chuẩn bị nguyên liệu và những thứ cần thiết để gói bánh chưng. Ông Đính dọn dẹp trên bàn thờ gia tiên, còn cậu Toàn lại cùng cậu Tuấn với cậu Tú quây quần bên tấm chiếu gói bánh chưng. Tôi ngồi cạnh cậu Toàn cầm miếng rẻ lau những tấm lá rong cho sạch rồi đưa cho cậu. Chốc chốc cậu lại nhìn tôi cười bảo: "Em ăn bánh chưng to hay bánh chưng nhỏ? Năm nay tôi gói thêm một cái bánh chưng con nữa đấy. Em nhỏ nhất nhà nên bánh chưng con dành cho em." "Bánh chưng nào tôi ăn cũng được, chỉ cần là cậu gói thì tôi sẽ ăn. Năm nay là cái Tết đầu tiên tôi ăn Tết bên nhà chồng." "Ừ, cố gắng lên, còn nhiều năm ăn Tết ở đây nữa. Đợi mọi thứ ổn định tôi sẽ cất nhà ra riêng." Nghe cậu nói thế, tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu. Tôi không biết mình thương cậu lúc nào nữa. Nếu nói yêu cậu thì tôi không thể chắc chắn mình đã yêu cậu đến mức sâu đậm. Nhưng mà chỉ dám chắc là đã phải lòng cậu. Chỉ cần cậu vui lòng tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Chỉ cần mỗi buổi tối khi còn đang say giấc lại bị giật mình, cậu sẽ chủ động vòng tay ôm lấy tôi, rồi vỗ về tôi, cho tôi cảm giác được chở che bảo vệ. Tôi thích cái cảm giác sáng dậy sớm nhìn sang bên cạnh, vẫn thấy cậu đang ngủ ngon lành. Một cảm giác bình yên mỗi khi được làm những việc đơn giản nhất cùng cậu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.